shop adnvl.com, shop bán ạt giá rẻ uy tín, bán tất cả các loại ạt, nạp cạc, thẻ cào và có những vòng quay may mắn để mà quay thử vòng may của mình. Shop adnvl.com. Sau khi mà đã ăn no gà diệt xe no hết rồi thì sáng nay thì mình cũng tổ chức một cái trò chơi giải thưởng rồi cho vui. Sẵn có thảo gà. Thảo gà vô chơi này kiếm tiền mày. Rồi đấy, thì hôm nay là mình đã chuẩn bị nem mấy chai lột xíu lôi chai này, một chai mình uống còn năm chai. Chỗ nào thì qua chỗ đây. À, rồi. Giờ tao nói mày thua thì tao không nói, chứ mày thắng rồi mày đỡ cho mày thắng là mày nhắm mày về. Đúng rồi. Mày về cũng không được rồi nha. Thấy cũng anh em nó cũng ngầu, em nó cột người tao ra về, nó cột mình chặt nít mà. Đi dạo đợi vô giới thiệu một chút đi. Thì đây là CoCa Cola. Nem ngừ con trai kia mình uống. Tại nem chai này cho những cái thành viên anh em mình làm thôi, tao tổ chức trò chơi mà. Thì giá thưởng hôm nay là 5 triệu luôn. Một cú dành cho anh em nào chiến thắng nè. Anh em nào mà làm nối chai này đầu tiên đó là được một cú nha. Tại sao? Anh mua dây thun này, đối dây thun ra Phúc. Trời ơi, chai tính cái sao luôn mà. Đấy. Vô mà anh em buộc đi, sao mày? Tưởng anh chịu con lên dở lắm hay sao vậy? Tại sao? Trời dở quá dở, ăn gì là ăn hết rồi. Đúng đâu. Đủ chân nào mà cho nó đủ. Trời cái đó lên, mày phải canh nha, buộc từng dây đủ mấy nó cầm nem dây nó ập lần chứ mày. Tao canh nhớ, tao chỉ canh nhớ thằng nào ăn gian tao loại liền. Từ đấy, vô. Bấm vô. Là hiểu trò chơi chưa? Hiểu trò chơi chưa? Quỳnh Tư chưa chơi mà. Em hiểu rồi. Hiểu chưa Thiết? Đi một cái mai vô rồi. Quá nhanh này. Sao tụi mày tìm đất đại gì cho bay lòng thuốc chưa? Từ từ đổ bó vô cái thằng quần ấy. Từ thằng giờ 3 giây tàng 3 giây đầu. Tao vô luôn. Tụi bộ hết. Mấy quần này nó cho thằng Giang các bạn. Vô luôn nè. Chấp luôn á. Chấp luôn. Rồi. Một sợ tao Giang chế độ cái này tao á. Tụi mày lên. Mày canh tao một sợ tụi mày ấp bằng hai sợ tao. Mẹ nó. Điên vậy mày. Ủa trai đó trước màn hình với rượu điên nhau em. Đây giải thưởng này nha anh em, 2, 4, 6. Sao AC ạ? Cũ rồi. Một triệu nha anh em. Người nào mình em nói này, trúng rồi lụm luôn đi. Cố lên. Cái chai của mình Thiết Khmer các bạn. Đấy. Còn chai là của Quỳnh Tomboy. Đầu nhanh lên em ơi. Cố lên rồi. Đây mà chai bi của các bạn. Cho rất là độc luôn, cho dư điên nữa. Đó. Cái đây là một cái đây cũng là một cái thớ nha. Một cái chiến thuật, đổ vừa cục đít vừa cục đều đó là nó nấu. Đây lên con lộn cái thông giỏ mà sao. À, của Thảo Gà các bạn. Thông giỏ mấy ông nậu ông buộc lâu nói lâu mẹ. Tại của Phúc đầu ta các bạn, Phúc đầu ta lúc nào cái đều nó cũng rất là sáng suốt luôn. Nó cục vô một chỗ rồi chúng Thảo Gà á. Hai thằng cái đều cũng sáng suốt luôn. Lái lốp xe rồi lấy thùng vô bón cho nhanh này. Nãy được. Nãy được 1 phút có 46 giây rồi các bạn. Được. Cậu nghe em sợ nữa quá. Làm sợ. Trong nó nổ. Tao mà nhanh đi. Nổ bạn ăn tiền tao không. Đừng sốc Thảo Gà, đụng sốc là không mất lượt nha Thảo Gà, đừng ăn gian quá đụng mày. Có mấy bạn nữ đi luôn. Review của con da diết của mình này các bạn, thì mình lên cho nó 44 ăn trâu. Lên 44 ăn trâu các bạn. Thì xe này là xe mình ráp thùng về ăn. Hiện tại mình đang treo giá của nó là 450 triệu, anh em nào thích thì cứ đỡ mình rửa lại cho chị ha. Đấy. Xe mình lên 44 ăn trâu rồi các bạn. Chị rất bóc luôn, hớ là lên hớ là bóc đều luôn. À. À, chị mới có 5.800 coi à. Cái này trang này. Đủ mẹ nó đủ mấy nỗi chai trang này. Đó hôm qua trà đây. Cảm nhận sao cái trà chơi này? Thấy đủ mẹ nó chua. Nó chua vậy mới là trò chứ bạn. Trà chơi là trời cho mà. Đúng. Đấy. Đủ mấy gái này nó ăn gian mà mình bán được các bạn. Đàn gái nào còn ăn gian nữa là thôi chứ. Quả anh không thấy mà anh nói người ta ăn tròn. Thiết. Ủa mày. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. À, 7 phút rồi qua rồi các bạn. Thì nói chung là trong khi mình ai cũng có cái sự chán nản và mệt mỏi rồi các bạn, nên mình sẽ ra cái cuộc trò chơi đó là ai là người còn ngầu cuối cùng tại cái bàn quán dây thun này vào cái lon CoCa là chiến thắng nha các bạn. Đấy. Chắc anh Lâm Vlog cũng cho mình lại, chắc anh nỡ mình lấy anh phục mình, tại ý tưởng mình quá bá đạo nha các bạn. từ người nhanh nhất thành người cuối cùng còn ngầu lại luôn á. Cố gắng nha, dạ giờ giấy nha các bạn. Dạ anh em. Đồng ý em nha Thức, đồng ý không? Quên. Bơi Thảo ghè dân Phúc cái đồng luôn mình nói luôn ha. Phúc mới không các bạn? Cái gì vậy đâu vậy? Thì mượn gì đâu? Thì mượn rác rồi. Rồi mỗi lần tôi quay lần Thiết nó nói tục tụi mệt các bạn. Here we go. Ok các bạn, nói chung là 40 phút đã trôi qua thì nó chưa có hiện tượng gì, nên là mình sẽ thay đổi cái trò chơi này. Đó mà bây giờ mấy anh em thiền bẫy trong 4 người anh em, đó là thiền bẫy đó. Đâu đâu phải cái chai tao còn nguyên nha. Đó đâu. Các bạn nghĩ sao cái chai nó xì dài? Xì đâu? Nó xì đâu. Quay chặn nó tao tát. Nó xì đâu? Nó xì đâu. Là thiền bẫy ai mà ra trước, người ta trước thì người đó ưu may mắn vậy đâu. Một đó. Vô. Vô. Sao vô thiền bẫy đi. Bỏ vô gì vậy? Ủa? Cái đầu clip số mà. Cái đầu bảo rồi. Anh Phúc nó nghĩ đâu anh chứ. Không, chai đây. Nói gì đủ cái chai tao còn nguyên liên quá vậy mày. Mày đập trước đi, chai mày đập trước. Không, chai đập trước. Phúc còn chao không mình. Không. Chai nó. Chai nó đập trước. Phúc còn chao không? Không. Không nó do đủ đập chai. Chai nó đập trước đi mày. Mày giờ thôi còn chao không? Ủa thôi còn chao không? Còn đủ chứ lại vậy. Cầm quá mất tờ. Không được nhảy nhảy điều quá đầu đầu lắm nha. 1 2 sao có 8 cái mày. Đó rồi xe hồ đồ. Nào có 100 ngàn, tao nói 200 ngàn. 20 ngàn đâu? Thằng nào? Mày chứ nào thằng bụng bự ấy đưa đi ơi. Bụng bự cái đầu mày á, tao làm cái 4 tờ đó rồi. Tao không biết rồi, sao hả? Đấy. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Mở ra. Thiết, cầm đây. Được 200.000 hay đủ, đúng không? Đưa dùm cái. Ủa mày biết anh coi cái kìa. Ủa tao chừng nào tao cho tao đưa tiền lại. Ở đây tụi xe với chơi, đồ khùng ra vậy. Cho giấy tờ nó tối rồi. Bỏ tiền lại. Thì thằng mày đưa tao đưa tiền lại cho mày. Rồi thôi ra chứ phải. Đánh đen nha. Rồi. Nhiều ra ít bậy. Nhiều ra ít bậy. Ít bậy rồi. Nhiều ra ít bậy gì? Nhiều ra ít bậy. Nhiều ra mà. Ít bậy là sao? Bậy chết á. Là ý là bậy. Đầu cái đây cái vụ bị chết. Là ý là ít ra còn nhiều đó lại cho mày tầm lâu. Nhưng mà tao với cùng Quỳnh ra nè. Nó còn ba đứa nè, biết sao vậy? Biết gì tao đâu. Mấy loại hết đi. Đúng rồi. Không. Mà đáng lẽ thì bây giờ tao với Quỳnh là hai đứa bao kéo đứa nào cho trước. Đâu đánh lại. Lại cái này. Ít là ra rồi. Ít ra nhiều bậy chứ ai nhiều ra bậy. Ủa tao lâu. Ít ra nhiều bậy ai nhiều ra bậy. Chứ mày không có trâu mà sao mày la chứ Phúc. Ủa tao làm 200.000. Nhiều ra. Ít ra nhiều bậy đâu mày. Ít ra nhiều bậy. Ít ra. Đâu, Quỳnh ra đầu tiên đó. Quỳnh đập đầu tiên, Mình đập tiếp đi rồi mày. Mình từ đó nó đập xuống cái đó rồi chứ. Ra nó bay độ mày. Tao em đập sao miếng của em. Có đập tay vô xe. Ai út mà. Ôi nó đeo. Trời biết mẹ em. Nếu mà chạy nó à. Trả lại. Ít ra nhiều bấy. Tao tiếc đổ mèo. Cái nó đập vô trong cái chân tao, nó đè đó. Đâu. Tao ra tao còn mở sẵn đâu. À chặt chém luôn. Đâu. Tao vô ăn dê không mà. Chào chị chém con. Đâu rồi. Vô. Đua chém luôn. Đấy là này. Má Quỳnh nó đập vô chân tao nữa này, còn về nó quay. Tụi người ta tao em chích nữa. Bỏ nó ư. Thầy biết thầy chưa, chiến thắng là thầy. Đâu. Thầy, có chiến thắng là thầy. Thấy chưa? Thấy đánh cắp rồi. Làm tiếp như thế này. Đồ quá nó hình như nó mới nứt đầu sẵn cái sao không? Đi má nhìn cái đây là biết liền. Em ơi, nó mới đầu sẵn tao chia. Ủa mày nó đập vô cái chân tao nó muốn để cái chân đây mà chia. Mày nó mới sẵn ngay chia. Chia tao làm 200.000 tao biết không? Mày tiền đâu? Đánh đâu tiền hết mẹ không? Thôi là bay. Tiếc là bên tiếc. Để thương các bạn á. Tao ít chia. Đây đây đây. Rocket nha các bạn. Sao mày không sao mày? Sao nó bị lúng lỗ mày không? Ôi trời ơi. Cái tàu này nó bay lên bên lúc nó chào luôn. Còn cái hả bố? Không, đưa nào cái chào này quá tiền đâu đưa cho nó chứ làm vậy mày. Không lấy đâu mà. Không lấy tiền hả Phúc? Thiệt Phúc. Tao tập tiền, tao bỏ tiền, tao lao, tao cầm có 200.000 này. Đưa nó. Nó đòi xỉu tiếp. Để xuống là đúng không Tiếc? Thiếu mé mày lụm trong mơ vậy đúng không? Cái đồ mày. Tiền 6.000 có đâu. Mày đẹp đồ quá tao thấy mày lúc lên trên kia luôn. Không, thằng Thiết nó không nói là thôi nha các bạn, ấy mình báo qua ai lụm 2.000 ráng chịu vậy rồi. Mà được 800 mẹ rồi nha các bạn. Chắc vậy rồi, thôi các bạn. Thôi mình dừng clip tại đây, nếu anh em thấy video này vui và thú vị thì đỡ lại cho nhóm mình một like, một đăng ký để ủng hộ cho team mình nha các bạn. Thôi bye tất cả các anh em, là các anh em những video sau nha. Bye thôi kìa, cảm ơn mày khách mời nha. Ok. Đơn, lột điên sao đứa chơi chơi. Mà chi mày anh đưa. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về hai dòng sản phẩm mà vợ chồng mình sử dụng trong thời gian qua. Đây là Choco Himoko ngũ cốc tăng cân. Còn đây là Himiko Slim nha mọi người, ngũ cốc giảm cân. Thì trong thời gian vừa qua thì chồng mình sử dụng cái ngũ cốc tăng cân này và Nhật thấy tăng cân rất là an toàn và hiệu quả luôn. Còn Nhật sử dụng cái sản phẩm giảm cân này thì Nhật từ 60 kg, hiện tại cân nặng của Nhật là còn 48 kg nha cả nhà đấy. Nếu như mà ai có theo dõi nha thì hai cái sản phẩm bên nhà em Nhật đều là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ được Bộ Y tế cấp phép dùng. Nên là chị em nào đang có nhu cầu tăng cân hoặc là có nhu cầu giảm cân thì mọi người có thể qua Facebook của Nhật là Nguyễn Thị Minh Nhật, anh lên sẽ ghim cái link, hoặc là qua Zalo nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ thì bọn em sẽ đi pha để mà sử dụng nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Ngon và dễ uống nha. Bạn nào mà sợ khó uống thì cứ yên tâm sử dụng, em cam cấp với mọi người rất là dễ uống luôn nha. Sản phẩm mình thấy rất là hiệu quả nên là mình giới thiệu cho các anh em cùng sử dụng với mình. Đấy. Cái gì mình sẽ đổi Zalo và Facebook của vợ mình, anh em nhắn tin trực tiếp để mà vợ mình tư vấn nha các bạn.